Thủy Tiên, Công Vinh mặc áo cưới quay MV. Vợ chồng ca sĩ ôm lại khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới khi quay clip nhạc ở Nhật. Thư gửi anh là bản ballad do Thủy Tiên sáng tác tặng cho Công Vinh. Họ chọn thành phố Sapporo ở đảo Hokkaido, Nhật Bản để quay clip nhạc. Trong một phân cảnh nhỏ của MV, Thủy Tiên và Công Vinh diện trang phục cưới, diễn cảnh minh họa lời ca khúc "Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à, anh hãy ở đó cầm hoa, em sẽ lao đến anh như một cơn gió." Thủy Tiên cho biết cô và chồng không khỏi bồi hồi nhớ về ngày cưới nhiều năm trước. "Mọi thứ có thể thay đổi, duy chỉ có trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau là điều không hề thay đổi theo năm tháng," ca sĩ chia sẻ. Sau 8 năm, kể từ ngày công khai chuyện tình cảm, Thủy Tiên và Công Vinh luôn sát cánh bên nhau. "Với tôi, anh Vinh là người chồng, cha, bạn đời và là người yêu," Thủy Tiên bộc bạch. MV Thư gửi anh sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8. Trường Giang không buông tay Nhã Phương, fan khuyên đừng mạnh miệng. Trước lời tuyên bố, "Tôi không bao giờ buông tay Nhã Phương" gây xôn xao, fan đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Trường Giang. Sau những đồn đoán liên quan đến chuyện đường ai nấy đi với Nhã Phương, Trường Giang đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ tình cảm giữa anh với nữ diễn viên tuổi thanh xuân khi tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Giang khẳng định không có chuyện anh và Nhã Phương chia tay. "Trước giờ, tôi ít khi nào lên báo giải thích về những ồn ào xung quanh mình, nhưng phía gia đình Nhã Phương đọc báo và luôn tin đó là sự thật. Do đó tôi phải giải thích để bố mẹ và người lớn trong gia đình Phương không buồn lòng. Tôi khẳng định Phương luôn nắm tay tôi, khi trời lạnh cảm thấy ấm, khi trời nóng cảm thấy mát. Khi nắm tay cô ấy, tôi cũng cảm thấy mặc kệ mọi thứ xung quanh. Do đó không bao giờ có chuyện tôi buông tay Nhã Phương," nam danh hài nhấn mạnh. Đề cập đến những ý kiến cho rằng cặp đôi dính nghi án chia tay nhiều lần như chiêu trò PA, Trường Giang thẳng thắn: "Gần đây rộ lên tin tôi và Nhã Phương đám cưới rồi lại có tin chia tay, blog Facebook nhau. Cũng có người nghi ngờ chúng tôi tự tạo scandal PA tên tuổi. Nhưng 2 năm qua, ai mà không biết tôi là Trường Giang và cô ấy là Nhã Phương thì cần gì phải PA." Ngoài việc khẳng định không buông tay Nhã Phương, nam nghệ sĩ cho biết cả hai chưa bao giờ kết bạn trên mạng xã hội nên không có chuyện hủy. Câu trả lời chính thức từ phía người trong cuộc phần nào khiến những người hâm mộ từng mong muốn cặp đôi về chung một nhà cảm thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của Trường Giang về chuyện tình cảm với Nhã Phương là mạnh miệng. Thậm chí một số người còn lấy ví dụ về cuộc tình giữa Harry Won và Tiến Đạt. Dù gắn bó 9 năm còn tan vỡ, huống hồ tình cảm giữa Trường Giang Nhã Phương mới được khoảng 2 năm. Cho nên, fan khuyên danh hài không nên tuyên bố vội vàng rằng không bao giờ có chuyện tôi buông tay Nhã Phương. Cộng đồng mạng rần rần đưa ý kiến và lời khuyên Trường Giang không nên mạnh miệng khi đề cập đến chuyện tình cảm với Nhã Phương. Được biết, sau khi tham gia bộ phim điện ảnh 49 ngày, Trường Giang và Nhã Phương chính thức công khai chuyện phim giả tình thật. Sau khoảng 2 năm yêu nhau, cặp đôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu nhưng vẫn bên nhau hạnh phúc. Không ít lần Trường Giang, Nhã Phương không ngần ngại nắm tay nhau, ôm hôn và đút đồ ăn cho nhau ở nơi đông người. Khi sau việc hâm nóng tên tuổi bằng cách tung ảnh cưới, đây được coi là một cách thức để gây được sự chú ý của người hâm mộ. Khi sau việc bỗng dưng cho ra mắt thiệp cưới, ảnh diện độ cưới cùng nhau. Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, vào khoảng tháng 5 2017, cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh trong đó có tấm thiệp được cho là thiệp cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Bên ngoài thiệp còn ghi rõ ngày giờ diễn ra và thời gian 14 năm 9 tháng, được cho là khoảng thời gian bên cạnh nhau của cặp đôi. Tấm thiệp được cho là thiệp cưới này khiến người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, trong bữa tiệc, cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng bất cứ điều gì về buổi tiệc này. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của cả Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đều nhận được thiệp mời và nôn nóng đến với buổi tiệc. Không gian lãng mạn ngập tràn hoa của buổi tiệc. Nhưng sự thật chẳng phải là tiệc cưới như mọi người đồn đoán. Đây chỉ là buổi tiệc kỷ niệm một tình bạn của cả hai trong suốt 14 năm 9 tháng qua. Will và Khay Thi Nguyễn, tin đồn về đám cưới của cặp đôi diễn viên em chưa 18 xuất phát từ trang cá nhân của một nhà thiết kế nổi tiếng. Người này đã đăng tải bức ảnh một cặp đôi, được cho là Will và Khay Thi, đang chọn áo dài cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Sao còn trẻ mà tính đến ngày đặc biệt rồi? Hình ảnh này đã thu hút gần chục nghìn lượt like và nhiều bình luận chúc phúc.
Bức hình nghi ngờ Will và Kay Thiên Nguyễn đi chọn áo dài, chuẩn bị cho lễ đính hôn. Tiếp đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ thiệp mời một cách vui vẻ, hào hứng. Thậm chí, cô còn gắn cả tên hai nhân vật chính vào dòng trạng thái của mình. Tưởng là tiệc cưới, nhưng thực sự đây chỉ là một buổi ra mắt MV ca nhạc của cả hai. Cặp đôi đã gửi lời cảm ơn đến truyền thông và khán giả đã ủng hộ cả hai, cũng như những sản phẩm nghệ thuật của họ trong suốt thời gian qua. Điểm nổi bật là cách tổ chức buổi tiệc này chẳng khác nào tiệc cưới là bao. Trường Giang Nhã Phương, khoảng đầu tháng 5 2017 trên trang cá nhân của Nhã Phương, bất ngờ đăng tải hình ảnh cô mặc áo cưới, tay đeo nhẫn cùng dòng trạng thái hồi hộp. Bức ảnh này nhanh chóng gây sự chú ý của khán giả, nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi này sắp về chung nhà. Nhã Phương đăng ảnh mặc váy cưới, đeo nhẫn lên trang cá nhân. Cùng thời điểm, hình ảnh Trường Giang trong trang phục vest trắng và Nhã Phương mặc váy cô dâu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trước thắc mắc của nhiều người về kế hoạch đám cưới với bạn gái Nhã Phương, Trường Giang khẳng định anh sẽ làm đám cưới vào ngày 25 tháng 5 nhưng chưa biết vào năm nào. Đến cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì loạt ảnh cả hai diện trang phục cưới lại là những hình ảnh trong một clip hài mà Mười Khó và bạn gái cùng thực hiện. Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp. Mới đây, những hình ảnh của cặp đôi Ngọc Trinh và ông bầu của hàng loạt cô gái chân dài Vũ Khắc Tiệp cùng nhau mặc trang phục cưới, chụp ảnh tình tứ khiến dư luận ngỡ ngàng. Cả hai đang ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào ngay tại Úc. Trong đoạn clip chia sẻ lên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp còn liên tục cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi buổi chụp hình cưới của anh và Ngọc Trinh. Nhưng sự thật đằng sau những bức ảnh này đó là cả hai đang chụp ảnh cho bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế Việt. Đây là người mà Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đều luôn nể phục và ngưỡng mộ. Danh ca Hương Lan được đông đảo các nghệ sĩ trong làng giải trí như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên quý trọng và coi là thần tượng trong nghề. Danh ca Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh. Cô sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh và là giọng ca chuyên hát dòng nhạc quê hương, trữ tình nhạc cổ truyền. Không chỉ thành công ở thị trường âm nhạc trong nước, Hương Lan còn từng là giọng hát trụ cột của trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại. Và rất ít ai biết rằng, nữ ca sĩ đã tròn 61 tuổi, chính là thần tượng của rất nhiều ngôi sao hàng A, giọng ca đình đám của làng giải trí Việt Nam. Thời đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại, Hương Lan và Hoài Linh là cặp đôi ăn ý, từng kết hợp trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám. Không chỉ là đồng nghiệp thân thiết, Hoài Linh còn khẳng định đàn chị lớn hơn 13 tuổi, chính là thần tượng trong nghề và không có giọng hát dân ca nào có thể thay thế Hương Lan được trong lòng anh. Dù vài năm trở lại đây, Hương Lan và Hoài Linh ít có cơ hội biểu diễn chung, song mỗi khi hội ngộ, cả hai luôn thể hiện sự thân thiết và quý mến nhau. Giống như Hoài Linh, ca sĩ Mr. Đàm luôn dành cho danh ca Hương Lan một tình cảm đặc biệt. Ngưỡng mộ giọng hát, phong cách biểu diễn của cây đại thụ dòng nhạc trữ tình, Mr. Đàm thường xuyên mời Hương Lan biểu diễn chung trong các live show được anh đầu tư, dàn dựng hoành tráng. Ngoài công việc, Mr. Đàm còn nắm rõ thông tin thú vị của Hương Lan như sở thích, tên thường gọi. Trên mạng xã hội cách đây không lâu, ca sĩ Lệ Quyên khẳng định Hương Lan chính là thần tượng duy nhất và mãi mãi của cô. Hai giọng ca khác thế hệ cũng từng được biểu diễn chung trong một số chương trình lớn. Hương Lan chính là người kết nối giới thiệu Hoài Lâm để Hoài Linh nâng đỡ, giúp phát triển sự nghiệp đúng hướng. Vì thế Hoài Lâm luôn coi ca sĩ chiếc áo bà ba là một ân nhân, người nghệ sĩ có nhiều ảnh hưởng trong cuộc đời của anh. Thời mới nổi tiếng, giọng ca nhí Phương Mỹ Chi chia sẻ cô khao khát được một lần song ca với thần tượng là danh ca Hương Lan. Nhận xét về giọng ca được đông đảo sau việc nể phục, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết cô Hương Lan có chất giọng đặc biệt, luyến láy rất hay. Từ nhỏ Phương Mỹ Chi nghe các ca khúc của Hương Lan nhiều đến mức thuộc từng câu, từng chữ. Cường Đô La công khai thả thính Đàm Thu Trang khi Hồ Ngọc Hà bị đồn hẹn hò Kim Lý. Đại gia Cường Đô La không ngần ngại để lại lời bình luận đầy yêu thương trên trang cá nhân của người tình tin đồn Đàm Thu Trang. Mới đây, Đàm Thu Trang có đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp từ phía sau cùng dòng status. Chẳng cần biết thân nhiều hay ít, quan trọng lúc bạn cần họ, bạn có nhìn thấy họ không? Điều đáng chú ý là Cường Đô La nhanh chóng để lại bình luận dưới phần đăng này của cô, đại gia phố núi viết, thấy anh là đủ rồi. Cường Đô La công khai thả thính người tình tin đồn Đàm Thu Trang bằng dòng bình luận đầy yêu thương. Dòng bình luận thả thính đầy yêu thương của Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang gây sự tò mò lớn từ phía cư dân mạng. Họ tiếp tục đặt ra nghi vấn hai người thực sự đang hẹn hò với nhau.
Sau khi chia tay Hạ Vi, Cường Đô La bị đồn có bóng hồng mới. Theo tìm hiểu, cô gái này không phải ai mà chính là Đàm Thu Trang. Hai người là bạn bè của nhau trên mạng xã hội và người cũ của Hồ Ngọc Hà, thường xuyên bấm like hình của Thu Trang. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều điểm trùng hợp giữa nội thất chiếc xe trong bức ảnh của Đàm Thu Trang với nội thất chiếc xe của Cường Đô La chia sẻ trước đó. Cư dân mạng phát hiện Cường Đô La thường xuyên like hình của Thu Trang. Nội thất xe của Đàm Thu Trang giống với nội thất của chiếc xe mà Hạ Vi và Cường Đô La từng chia sẻ trước đó.